làm thầy giáo đôi lúc cũng stress lắm. Lên là lên. Ê, thầy mới lấy bằng lái đó, để người ta tập trung đi. Dạ dạ, thầy lùi xe đi. Trời ơi, sao không nhắc thầy dừng lại? Giờ nào thì mà còn đứng nghệt mặt ra thế? Giờ là 14:23 thầy ạ. Trận đấu đang rất gây cấn, chuẩn bị hết hiệp 1 rồi. Các huấn luyện viên sẽ có đấu pháp gì trong hiệp tới đây? Em bảo mọi người để dành sức đổ bê tông, chúng ta sẽ chiến thắng bằng đá luân lưu. Sang hiệp 2, team của đội trưởng đã liên tiếp để thủng lưới và phải chịu thất bại nặng nề. Chắc chắn đã có sai lầm trong chiến thuật. Panda, sao mọi người đá hời hợt thế? Dạ, là do thầy bảo để dành sức, để lát nữa đi đổ bê tông ở đâu cơ mà thầy. À, đổ bê tông tức là đá phòng ngự mà. Ai bắt bọn em đi đổ bê tông xây nhà đâu.